Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình xin gửi đến tất cả các bạn bài phân tích chi tiết nhất về tập 32 Skippy Zombie. Lần đầu tiên Monster Up không còn sử dụng góc máy quay là POV nữa để cho người xem có được toàn cảnh diễn biến trận đánh của các nhân vật. Một cuộc chiến đấu giữa Plunzerman và Sir Pickerman Zombie. Mặc dù bị cụt một tay nhưng anh ấy vẫn có đôi chút lấn lướt trước zombie này. Chiếc diều của hiệp sĩ có vẻ như đã bị hỏng, các bạn có nhận ra điều đó hay không? Tại sao Plunzerman lại thấy được hình ảnh của nhân vật Daver này hay là tên bác sĩ dịch bệnh trong đầu của anh ấy? Series Zombie là series đầu tiên sẽ cho chúng ta thấy được các cuộc chiến không còn ở trên mặt đất nữa, mà có thể nó sẽ diễn ra ở trên biển. Không ngờ rằng căn cứ số 23 lại chính là căn cứ nằm sâu dưới đáy biển này. Và chúng ta sẽ cùng phân tích những điều thú vị nhất sẽ có trong video mà có lẽ bạn đã bỏ qua nó. Chính vì vậy, các bạn nhớ xem đến hết video để không bỏ lỡ bất kỳ một chi tiết nào nhé. Và còn chờ đợi gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Mở đầu video quay lại cảnh cuối ở trong tập 31, khi Spiderman Zombie đã dùng cánh tay sắt của hắn đu bám quay trở lại. Ngay lập tức hắn ta phóng ra một con dao từ cánh tay của hắn, nhưng may mắn lại sượt qua đầu của Plunzerman. Chưa dừng lại, một loạt đạn được Spiderman Zombie bắn ra. Plunzerman dùng chiếc rìu khéo léo đỡ chúng. Đến đây, có bạn nào nhận ra rằng góc máy quay của tập phim này không còn là từ màn hình của POV nữa không, mà nó đã giống như một bộ phim thực sự có góc máy quay riêng biệt. Điều này sẽ cho chúng ta cái nhìn tuyệt vời hơn về khả năng chiến đấu của các nhân vật. Lúc này mặc dù đã đỡ được đạn, nhưng Plunzerman vẫn bị một con dao đâm trúng vào người và bị cánh tay của Spiker Zombie gạt bay ra phía sau. Thêm một điều đặc biệt nữa là không biết từ khi nào mà Spiker Zombie lại có khả năng nói được các bạn ạ. Hắn ta đã nói rằng đưa chiếc rìu cho tao. Plunzerman bắt đầu ném một chiếc piston về phía Spiker Zombie, nhưng hắn ta đã dễ dàng gạt bay nó. Rồi sau đó anh ấy ném chiếc rìu về phía hắn. Spiker Zombie đắc ý vì đã nhận được chiếc rìu, nhưng thực ra đó là một cái bẫy khi Plunzerman đã dính một chiếc piston trên đó. Và bùm, Spiderman bị nổ phải buông cái rìu ra. Plunzerman nhanh nhẹn chui ra phía sau, nhảy lên vai và dùng dao đâm vào mắt hắn. Rồi anh ấy nhặt chiếc rìu định bỏ đi bằng cánh cổng di chuyển thì bất ngờ chiếc rìu không hoạt động các bạn ạ. Có vẻ như chính vụ nổ ban nãy khi Plunzerman gắn piston vào chiếc rìu làm nó có dấu hiệu bị hỏng. Xung quanh chiếc rìu giờ đây có những dòng điện màu đỏ giống như nó đang bị chập điện vậy. Điều này cũng dễ hiểu vì nếu bạn còn nhớ rằng trước đây khi sử dụng nó, hiệp sĩ bí ẩn đã chuyển đổi các chế độ trên màn hình điện tử này. Thời điểm đó mình nghĩ rằng nó giống như một thiết bị từ tương lai vậy. Giờ đây Plunzerman phải gõ chiếc rìu xuống đất một lần nữa, nó mới hiện lên chập chờn và đã tạo được cánh cổng để đưa anh ấy rời đi. Giờ đây cảnh quay chuyển sang một khung cảnh thật tuyệt đẹp, một bãi biển với nước trong xanh. Nơi này mà được đi tắm, ngồi câu cá thưởng thức cùng bạn bè thì là quá tuyệt vời luôn. Giờ đây cánh cổng dịch chuyển mở ra, Plunzerman cũng chui ra theo. Nhưng bắt đầu có những điều kỳ lạ xuất hiện. Hình ảnh cánh cổng có dấu hiệu bất thường. Ngay cả trong đầu Plunzerman có cả ảo ảnh của tên bác sĩ hay là nhân vật Daver này nữa. Điều này khiến chúng ta đặt ra một câu hỏi rằng tại sao anh ấy lại thấy được những thứ này? Theo mình, có vẻ như trong tập trước khi Daver tiêm thuốc vào Plunzerman, mặc dù hiệp sĩ đã đến và chặt đứt bàn tay bị tiêm này, nhưng mình nghĩ rằng rất có thể một phần nhỏ của thuốc đã ngấm vào cơ thể của Plunzerman và đó có thể là một sự liên kết nào đó với chính tên bác sĩ. Bởi vậy giờ đây Plunzerman mới thấy hình ảnh của hắn ta trong đầu. Lúc này hai con tàu ngầm như hai quả bóng mà chúng ta đã thấy ở trong ảnh đít nổi lên. Chúng lướt trên mặt biển trước khi lặn sâu xuống dưới đáy. Một khung cảnh khiến mình thực sự bất ngờ khi có cả một thế giới ngầm đúng nghĩa dưới lòng đại dương. Nó cũng hoàn toàn đúng với cái tên Atlantic, thành phố mất tích dưới biển. Thật không hiểu từ khi nào mà phe liên minh đã xây dựng được cả một căn cứ dưới đáy biển như thế này. Và có vẻ như họ đang nghiên cứu một loại năng lượng nào đó, bởi vì nhìn vào chiếc cột màu đỏ này, nó khá giống với cột chứa năng lượng xanh mà tộc Spiderman đang sở hữu. Và cũng tại khung hình này, chúng ta thấy có một thứ gì đó đang được bảo vệ trong mái vòm này các bạn ạ. Giờ đây tàu ngầm tiến vào bên trong căn cứ, mực nước được hút ra ngoài, Plunzerman thì đã đi ra. Bất ngờ, Boss Clockman, Camera Woman và một anh chàng sửa chữa cameraman cũng ở đây. Mình khá bất ngờ trước sự xuất hiện này của các nhân vật. Nhân vật Boss Clockman thì mất tích suốt từ tập 11-12 gì đó. Còn nhân vật Camera Woman, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy lên sóng các bạn ạ. Có vẻ như họ có một nhiệm vụ gì đó quan trọng ở nơi này. Lúc này Plunzerman đưa USB cho Camera Woman, cô ấy cắm vào máy tính bảng, một tọa độ được hiện ra. Nhưng chưa kịp làm bất cứ điều gì thì tiếng còi báo động vang lên. Camera Woman phát hiện ra một thứ gì đó được gắn trên người của Plunzerman. Và sau đó, Titan Sidon Man xuất hiện ở chính nơi này.
Điều này khiến mình nghĩ rằng những bộ đồ của tộc Spiderman đều có gắn thiết bị theo dõi của họ để tộc Spiderman có thể kiểm soát và theo dõi vị trí của các thành viên. Chính vì thế, Spider-Man mới có thể đến nhanh đến như vậy. Nhưng điều bất ngờ lúc này là trên đất liền, Titan TV Man Zombie cũng đã đến. Các bạn có biết tại sao anh ta cũng đến được nơi này hay không? Mình nghĩ rằng chính thiết bị theo dõi mà Spiderman Zombie gắn vào chiếc diều đã giúp anh ấy cũng phát hiện ra nơi này. Vậy là thật đáng tiếc khi Plunzerman chính là báo thủ trong pha này các bạn ạ. Anh ấy đã vô tình đưa cả hai nhân vật này đến đây và đã vô tình làm lộ vị trí bí mật của căn cứ Atlantis này. Có thể trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đánh vô cùng hấp dẫn của các nhân vật này. Liệu ai sẽ giành chiến thắng đây? Và căn cứ số 23 có bị phá hủy hay không? Tất cả điều đó có lẽ chúng ta sẽ phải chờ đợi tập tiếp theo ra mắt mà thôi. Còn các bạn phát hiện ra điều gì? Nhớ comment để cho mình và mọi người biết với nhé. Và trên đây là video phân tích Skip Đi Zombie tập 32. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.